Hiện nay ở các địa phương miền núi, hệ thống trường học các cấp đã được nhà nước đầu tư xây dựng rộng khắp. Tuy nhiên, khoảng cách từ các bản xa biệt lập đến điểm trường nhiều khi lên đến vài chục cây số đường rừng. Ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, do trường trung học cơ sở không có khu nội trú, nên mô hình ký túc xá vùng biên của Bộ đội Biên phòng đã phát huy hiệu quả, giúp nhiều em học sinh có điều kiện khó khăn tiếp tục đến trường, tiếp thêm động lực để các em vươn lên, thực hiện ước mơ hoài bão của mình. Ngân Văn Trọng từng nhiều lần định thôi học ở nhà làm nương, bởi đường đến trường của cậu bé người dân tộc Đan Lai này dài hơn 20 km đường rừng, sâu tận trong lõi của vườn quốc gia Pù Mát. Nhưng ý định này không còn khi em được ra ở ký túc xá nằm trong khuôn viên đồn biên phòng Môn Sơn, gần trường em đang theo học. Con mới xuống ký túc xá, con chưa quen biết ai cả và rất buồn và nhớ nhà và được bố Thảo và các bạn đồng viên, rồi dần dần quen với môi trường ở nơi này và giống đến bây giờ giống như ngôi nhà thứ hai của con. Thì lúc thời gian đầu thì cháu nó nói là không bằng các bạn là ở ngoài này, nhưng mà dần dần rồi được sự quan tâm che chở của bản thân cùng với thầy giáo, cô giáo và các đồng chí ở trong đơn vị, thì cháu từng ngày một mạnh dạn hơn, đi vào là quy củ là nề nếp. Khu ký túc xá vùng biên này được huyện Con Cuông xây dựng từ năm 2018. Hiện nay có hơn 80 em đang ở lại. Cuối tuần và dịp nghỉ hè, các em sẽ về với gia đình. Do trường trung học cơ sở các em đang theo học không phải là trường nội trú, nên việc chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho các em do đồn biên phòng Môn Sơn phụ trách. Sau những buổi học chính khóa ở trường, ở khu ký túc xá này, các em được các cô chú bộ đội rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục giới tính, tăng gia sản xuất. Là các em ra thì các em là rất ngoan và đã ở lại. Thì cái nhận thức của em đã thay đổi và được các chú biên phòng là ăn ở hàng ngày, rồi đến giờ là điểm danh, rồi đến giờ tập thể dục, cho nên tạo cái môi trường của em là rất thích thú. Thì các em giá là ở lại chứ không muốn về như trước nữa. Đấy. Thực hiện cái chủ trương đúng đắn là ký túc xá vùng biên, đồn biên phòng Môn Sơn đã phối hợp với các cấp ủy chính quyền, đặc biệt đã huy động được các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện cái mô hình ký túc xá vùng biên. Đây là một cái chủ trương hoàn toàn đúng đắn, vừa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đặc biệt là đối với người dân tộc Đan Lai. Từ ngày có ký túc xá vùng biên này, tình trạng bỏ học giữa chừng ở vùng biên giới Nghệ An không còn nữa. Hiện nay, mô hình ký túc xá biên cương này đang được lực lượng bộ đội biên phòng nghiên cứu nhân rộng để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.